Đây là trò chơi zip line tại hang tối, đường vào động Thiên Đường. Ở đây thì cách động Thiên Đường khoảng hơn 1-2 cây số thôi quý vị. Quý vị sẽ nhìn thấy hình ảnh của các mái nhà ngói đang có những cái bao tải xanh. Vì đây là vừa qua cơn bão gió rất lớn nên người ta phải làm thế để tránh cho việc tốc mái. Mời quý vị cùng Thịnh Nguyễn tìm hiểu vùng đất của Phong Nha Kẻ Bàng. Đây là vườn quốc gia nhìn từ trên cao. Nếu đi thẳng vào con đường này, quý vị thấy có một con đường nhỏ ở dưới dọc theo dòng suối và con ngọn núi này, thì đi vào khoảng vài cây số thì chúng ta sẽ đến được động Thiên Đường, một trong những điểm tham quan nổi bật của tỉnh Quảng Bình. Và con đường này thì quý vị thấy chúng ta đã bước qua dãy Tây Trường Sơn, núi rừng rất hùng vĩ, cảnh quan thì hữu tình quý vị nhé.